Rồi, đây là cái villa tại Đà Lạt với gia đình mình thuê nè cả nhà ơi, mướn nè. Về tới là cái này là cái gì? Đây là cái sinh rửa chén ha, có nồi cơm, có lò vi sóng và cái đèn đây đó. Rồi, cái đó phòng mấy cái gì vậy con? Cái đó là phòng hả Khai Lên? Đây là một phòng hai giường. Phòng hai giường nha cả nhà. Đây, ở trong đây chắc rét rung quá. Trong đây là bồn tắm và cầu tiêu. Đấy, trong đây là bồn tắm, cầu tiêu và phòng hai giường. Rồi, mình đi lên lầu. Đây, từ trên lầu quẹo phải cũng một phòng hai giường. Đây nè cả nhà, phòng hai giường và cũng cầu tiêu. Cầu tiêu và bồn tắm đứng. Đó. Và cũng có kem đánh răng và bàn chải ha. Ở nhà vệ sinh. Đây là thành phố Đà Lạt. Cái villa này gia đình mình mướn 4 phòng. Đó. Đây là một phòng một giường. Đây là một phòng một giường hả? Phòng hai giường. Đó. Phòng hai giường. Cũng có bồn tắm và cái sinh rửa mặt và cái cầu tiêu. Đây là một cái villa này 4 phòng, 4 cái cầu tiêu luôn nha cả nhà. Đó. Gia đình mình mướn. Một phòng là 2 giường, 1 phòng là 2 giường, 3 phòng như vậy. Rồi bây giờ gia đình mình xuống nha. Có ăn uống gì mình cũng tiếp tục nha. Cái phòng khách của cái villa ở Đà Lạt mình mướn nè cả nhà, mình thuê nè. Bước vô cái mấy bức tranh đẹp ha, mà đặc biệt có cái là có cái bàn ăn này và có mấy chai rượu nữa kìa. Mà này rượu này là chắc không có được uống rồi, chỉ chưng thôi nè. Nó còn mấy cái ly nữa nè. Chén thì bao la luôn, tô tộ thì bao dây luôn cả nhà ơi. Ở đây nó không có giống như Phú Quốc, ở đây nó có đầy đủ cho mình. Còn ở Phú Quốc thì chỉ có chén thôi, chứ có son màu thôi, chỉ có mấy cái ly thôi. Đó. Đồ nấu thì đầy đủ. Nó có cái bàn cho mình chảy ra ăn nhậu thêm nữa kìa. Rồi, ở đây là cái toilet ngay chỗ phòng nấu ăn, phòng rửa chén, rửa chén. Vậy là nó 4 phòng mà nó 5 cái toilet lận. 5 cái nhà vệ sinh lận. Ở đây có cái tivi để karaoke nữa nè. Giờ phía rồi. Ở ngoài. Đó, ở ngoài cái villa. Rồi ở đây là cái phòng khách bước vô cửa ha. Xin chào cả nhà, chào buổi sáng ở Đà Lạt. Bây giờ là buổi sáng sớm ở Đà Lạt của gia đình Tina ngày hôm nay. Hồi tối hôm qua gia đình của Tina không có quay cái nhà villa ở Đà Lạt cho cả nhà xem. Bây giờ gia đình của mình đi ăn sáng xong rồi, bây giờ đi chở vô cái villa của mình mướn á. Cho nên Tina quay cho cả nhà xem cái villa của mình mướn nó như thế nào ha. Rồi đêm hôm thì mình quay ở trong phòng thôi, chứ mình không có quay ở phía ngoài villa. Còn bây giờ mình sẽ quay cái ngoài villa cho cả nhà xem ha. Cả nhà nào có muốn biết được thông tin hay là tìm hiểu về cái villa này mà có đi đến Đà Lạt chơi á, thì cả nhà cũng biết được, không có bỡ ngỡ giống như gia đình của mình. Rồi bây giờ Tina mời cả nhà cùng xem cái villa của gia đình mình mướn ngày hôm nay ha. Đây nè, cái villa của mình á là Cẩm Tú Cầu. Đây là cái số phone luôn nha cả nhà. Nó đề là 09 Ngô Tất Tô, phường 8, Đà Lạt.
Số phone là 0988460670. Thêm một số nữa là 0980049333. Có thể liên lạc với chị chủ Cẩm Tú Villa này ha. Đó, là mình để những cái thông tin này ở trong cái video này nè, cả nhà nhớ xem theo dõi ha. Hết video, đây là cái số phone để liên lạc của Villa cho mướn ở Đà Lạt. Cái vùng này thì nó đang làm đường, cho nên đường xá nó không có được đẹp. Nó mà làm xong rồi thì nó rất là đẹp luôn ở nhà. Ở đây là nguyên một dãy này là Villa cho mướn không đó. Villa Cẩm Tú Cầu 09 Ngô Tất Tố, phường 8, Đà Lạt. Đây, đây là cái ngôi nhà Đà Lạt, ngôi villa của mình mướn đây cả nhà. Đó. Đó, gia đình mình đi vô bên trong ha. Vô bên trong. Bà chủ này có 3 ngăn villa. Cái villa này thì người ta đã mướn trước rồi. Villa ở đây á là của gia đình bà chủ ở. Còn gia đình của mình ở ở đây nè cả nhà. Ở nhà chiếc xe trắng này nè. Đó, ngay cái villa này là của mình mướn nè. Mình đi vô chồng. Mình đã quay từ ở đằng trước và địa chỉ của cái villa mình mướn rồi. Thì đây là cái villa của gia đình mình mướn. Hồi tối mình quay bên trong rồi thì mình không có quay nữa. Bây giờ mình xin tạm dừng. Một hồi nữa mình đi Đà Lạt chơi thì mình sẽ quay tiếp. Đây là đường đi xuống thành phố Đà Lạt nha cả nhà. Từ chỗ villa mình chạy xuống cái thung lũng. Thì khung cảnh ở phía hai bên đường và phía trước cái video của mình rất là đẹp luôn các bạn ơi. Xuống núi xuống đồi, khung cảnh hai bên rất là hữu tình, rất là thiên nhiên. Cây cỏ thì xanh mà hai bên đường thì có quán xá buôn bán thì rất là đông đúc. Và người thì chạy xe dập dìu luôn cả nhà. Mời cả nhà cùng tham quan khung cảnh từ chỗ phường 8 Đà Lạt chạy xuống ngay cái thung lũng Đà Lạt ha. Đây, ngắm phố Đà Lạt với mình cho vui. Cả nhà nào chưa có đi thì cũng xem được cái địa điểm và cái nơi phố Đà Lạt cho vui. Rồi bây giờ mời cả nhà cùng theo dõi ha. Nó nhóm mà này là trung tâm mà, trung tâm Đà Lạt này nha, có đủ thứ quán ăn luôn nè, bún tô rồi ha, cơm sườn nữa ha. Quách đúng như Sài Gòn à, đi tới đâu cũng thèm trong trung tâm Sài Gòn à. Tức cái này nó mắc hơn Sài Gòn không? Đẹp quá cả nhà ơi, đây là cái trung tâm thành phố Đà Lạt. Gia đình mình đang đi đến một nơi và một cái địa điểm sắp đến này mình sẽ giới thiệu với cả nhà sau. Khung cảnh rất là hữu tình và rất là đẹp luôn, đi mà không muốn về luôn cả nhà ơi. Đi như thế nào mời cả nhà cùng xem với gia đình của mình ha. Đây, sáng buổi sáng của Hồ Xuân Hương là cả nhà Đà Lạt nè. Đó, ai muốn gặp dịch không? Đó, đây là buổi sáng sớm của Hồ Xuân Hương. Đây nha, coi lên đập dịch nha, coi lên. Đúng rồi, coi lên. Để cho Mỹ chiều về đây. Đó là trung tâm Hồ Xuân Hương ha. Đập dịch gì vậy nhiêu con? Đập dịch gì vậy nhiêu con? Mấy chục ngàn tiếng à. Có lên chơi cái đó không coi, chiều chơi có lên. Đây là ngay cái Hồ Xuân Hương ha. Này là quán cà phê nổi tiếng nè, quán cà phê chiều tím đó, mình ta màu tím ha. Dạ. Bữa tối mình có quay rồi nhưng mà tối thì đèn lên đèn lại đẹp theo kiểu buổi tối, còn bây giờ là buổi sáng ha cả nhà. Người đâu mà đổ về đây đông ơi là đông luôn. Trên đây là trên đầu là quán cà phê ngắm xuống dưới Hồ Xuân Hương ha, của Đà Lạt. Xe điện nhiều quá, xe điện đậu ở đây nhiều quá ha. Cây kiểu đẹp
kiểu mà nó cuốn thành băng nhạc luôn cả anh ơi, băng nhạc cái băng nhảy đầm luôn kìa. Có cái chợ mình qua đó tối là nó à đây nè. Của mình bây giờ đã đến một cái khu vực đi tham quan ngắm cảnh vườn hoa của nổi tiếng của Đà Lạt. Anh tài xế đã chở gia đình mình, hướng dẫn gia đình mình đến đây. Thì trước khi vô cái vườn hoa này thì mình sẽ quay một vòng hai bên đường bán những quà lưu niệm và những cái nón và những cái áo lạnh nè cả nhà. Rồi mình sẽ đi vào cái vườn hoa mình xem coi như thế nào ha. Mời cả nhà cùng xem video tiếp với gia đình của mình. Đây đây là cái động nè, cái động thiên thần nè, đẹp quá cả nhà, đẹp quá. Nó gia đình của Tina đang đi xuống kìa, đẹp ghê chưa. Bác Ba thấy rồi, xuống đó. Đây là cái địa chỉ Red Garden, địa điểm du lịch nổi tiếng Đà Lạt nha cả nhà. Mình search lên mạng là mình sẽ có cái địa chỉ ngay, hoặc là mình để cái địa chỉ ở dưới phần mô tả ha. Vô đây là sống ảo, công nhận khủng luôn á cả nhà, quá đẹp luôn. Rồi mình đi xuống dưới đây để mình coi cái từ ở cái cầu này mà mình đi xuống đây mình nhìn nó như thế nào nha. Quá đẹp luôn. Wow, coi cả phía sau của Tina nè, quá đẹp luôn cả nhà ơi. Nghe nè, đẹp dễ sợ luôn. Hai anh Hưng đó, anh Hưng cũng đang quay trực tiếp live trên Facebook nữa kìa, đẹp dễ sợ luôn. Wow, để mình quay qua phía sau cho cả nhà xem nè. Đẹp ghê chưa, một nơi khung cảnh rất là tuyệt vời luôn. Coi phía bên kia kìa, quá đẹp luôn cả nhà. Mình đi cả ngày hết không trời, khi nào nghỉ với đi cả ngày chắc không hết đâu đó. Anh xã mình đang đi xuống ngắm từ đây nè. Rồi gia đình mình chuyển hướng về phía bên kia cả nhà ơi. Bây giờ chụp hình ở chỗ cái động thiên thần đã xong thì bây giờ mình đi qua mé bên kia ha. Rồi bây giờ mình mời cả nhà cùng đi tham quan tiếp tục với gia đình của mình. À. Đó, nhiều khung cảnh đẹp lắm. Hai bà Leslie, con dâu của Mỹ của mình và con trai của mình. Rồi bây giờ mình đi tiếp tục đổi hướng thôi. Đây anh xã mình đây, con dâu mình với con trai mình đang đứng ở trong cái hang động để chụp hình kìa, chụp cho con dâu của mình nó đang nhai. Đây là cái những cái cây cổ thụ của cả nhà mà làm ra những cái hình như vậy nè. Rất là đẹp luôn ha. Đúng là chỗ du lịch ha. Đẹp ghê. Ở đây mình mới hỏi thăm á cả nhà, cây hoa thần rừng. Làm đẹp dễ sợ chưa? Làm những cái cây tổ thụ cổ thụ thôi mà điêu khắc ra những cái người rừng nè. Nhà gì vậy? Nhà hoa hả? Hay nhà quan?
ông xã mình đang chung vô cái nhà đó để cho mình quay về cả nhà. Tới cái cánh tay nè cả nhà, cánh tay có nguyên một cái vườn hoa đẹp tuyệt vời. Đi về Việt Nam là chủ yếu có nhiêu đây thôi đó Điều ơi. Rest Garden, đúng rồi, cái công viên này, công viên vườn hoa này là Rest Garden. Wow, có kìa. Làm nguyên một cái cánh tay trái tim kìa, đẹp dễ sợ chưa. Nên nó tha hồ mà sống ảo kìa, đẹp dễ sợ chưa cả nhà. Nguyên cái nhà luôn kìa. Đi lên đó mướn nguyên một đồ người sim mặc kìa, người rừng. Đẹp chưa? Wow, mình đứng trên đây mình quay xuống nè. Đó, hai đứa con mình đang đi xuống nè. Đẹp dễ sợ. Đẹp quá hà, đẹp quá hà. Nguyên một cái vườn hoa luôn nè. Rồi, mình đi phía xuống phía dưới. Để mình quay tiếp nè. Nhiều hoa lắm, đi chỗ nào cũng có hoa hết trơn. Cái nhà thôi mà cũng có cỏ. Có hoa màu hồng, màu tím, màu xanh, đồ, màu cam, đồ, đủ thứ luôn cả nhà. Màu đỏ lắm nè. Đẹp chưa? Nè. Con cầm này cho bác ba đi. Rồi, bây giờ mình đi xuống xíu nha. Đi xuống cầu thang nó hơi lung lắc cả nhà ơi. Rồi, gia đình mình xách đùm đề đề nè, đi xuống suối nè. Đường xuống thời cái gì vậy? Đường hầm thời gian. Cái này mà mình quay mỗi cái chút mà mình ghép lại là dài đậm luôn đó nha. Rồi mình tạm dừng chút xíu đi để mình đi xuống đi, để nó lung lắc nhiều quá cả nhà coi không có hay. Rồi bây giờ mình đi nè. Nguyên một cái vườn hoa màu vàng rực rỡ luôn, rất là đẹp luôn nè. Đẹp kia chưa? Ở dưới đây mình nhìn lên cái núi nè. Quá đẹp luôn ha. Tuyệt vời. Đi lên cái cầu kìa. Mộng mơ dễ sợ chưa? Quay lên cái cầu luôn á. Đẹp dễ sợ luôn. Ôi vậy hả? Mình đi xuống chứ. Đi qua xuống, qua suối. Bữa nay trời cũng mát mát ha, không có nóng mà không lạnh ha. Bây giờ mình đi chở xuống con lũ qua đào, mai anh đào. Qua anh đào à? Mai anh đào. Mai anh đào à? Thung lũng mai anh đào, mãi vô, đi xuống thôi. Đây nè, nó có đây nè, thung lũng mai anh đào. Bằng chứng. Thung lũng mai anh đào. Rồi, mình đi xuống nha, xuống cầu thang nha. Hơi lung lắc nha cả nhà. Để mình dừng một chút xíu đây. Rồi, mình xuống nha cả nhà, xuống cái thung lũng này nè. Thung lũng mai anh đào, mình đã đi xuống tới rồi. Leo lên chiếc xuồng ba lá. Wow, đẹp quá hà. Mình quay lên trên cảnh nè. Wow, tuyệt đẹp luôn. Đó, hồi nãy mình đứng phía trên
Thì bây giờ mình đi xuống dưới phía dưới thung lũng qua mai qua đào nè cả nhà. Đó, có mấy chiếc xuồng nè. Nhìn cảnh đẹp ha. Đẹp quá ha. Hồi nãy mình từ ở trên mình nhìn xuống, bây giờ mình đi xuống dưới cái thung lũng này nè, mai anh đào rồi nè. Đẹp chưa? Mà thấy có mai đâu. Toàn là nước với xuồng. Chưa có mai cả nhà ơi. Mùa mai chưa có nở hay sao á. Ở đó toàn là những cái hồ sen nước ha. Rất là đẹp luôn. Rồi, mình đi xuống dưới đây mình quay một vòng cho cả nhà xem, rồi sau đó mình đi những nơi kế tiếp nha. Tới 16 nơi lận, 16 chỗ lận mà mình mới đi có mấy chỗ rồi cả nhà. Đó, mình quay một vòng cho cả nhà xem nè. Thung lũng mai anh đào nha. Rồi, bây giờ mình đi lên kiếm mấy cái nơi mình chưa đi, mình quay tiếp tục cho cả nhà xem. Rồi, sau bao nhiêu thời gian mình đã đi chụp ở dưới vườn mai anh đào rồi, và dưới thung lũng rồi, bây giờ gia đình của mình đi ngược lên để quay một chút gì đó cho cả nhà xem tiếp, rồi sau đó gia đình của mình sẽ xin tạm dừng ha. Rồi để có dịp đi đến đâu ở Đà Lạt nữa thì Tina sẽ quay tiếp tục cho cả nhà xem. Bây giờ mình đi tham quan một cái vườn hoa ở trên đây nữa là mình kết thúc nha cả nhà. Rồi, vườn hoa tím cả nhà ơi, vườn hoa tím, vườn hoa tím. Đây là một cái vườn hoa lúc đầu tiên mình vô á, mình ngay cửa đó mình đi vô á, rồi mình đi xuống đây á, cho nên đâm ra mình không có quay, mình nói mình để đi một vòng là mình mới quay. Đó, vườn hoa tím rất là đẹp luôn. Đẹp ha. Quá. Rồi đây là vườn hoa tím, rồi mình tới đến vườn hoa đỏ mình quay tiếp tục nha. Đây, nhiều loại hoa nó trộn lẫn vào nhau nè cả nhà. Đẹp chưa? Lại bên đây nữa nè. Loại hoa màu đỏ nữa kìa. Rồi tạm thời là vườn hoa Rose Garden này mình xin tạm dừng, mình xin kết thúc nha cả nhà. Đi cũng gần 2 tiếng đồng hồ rồi mới hết cái vườn hoa này đó. Rồi bây giờ gia đình của Tina cũng mệt rồi, ai cũng đuối rồi, ai cũng mỏi chân hết rồi. Thì bây giờ Tina quay một vòng rồi xin kết thúc video ha. Tạm dừng cái vườn hoa Đà Lạt ngày hôm nay, rồi hành trình kế tiếp của gia đình của mình đi tới đâu nữa thì mình quay cho cả nhà xem cho vui ha. Mong rằng cả nhà yêu quý kênh và thích cái video này, đừng quên nhấn đăng ký, like, share, nhấn cái chuông để tiện theo dõi hành trình của mình ở Đà Lạt những ngày còn lại ở Việt Nam ha. Rồi mình sẽ bay về Mỹ lại, còn chỉ một tuần nữa thôi cả nhà ơi. Mong cả nhà thương mà xem hết video và đăng ký và share rộng rãi ra cho bà con, bạn bè, người thân xem cái hành trình mình đi Đà Lạt nha. Rồi chúc cả nhà ngày mới an lành, tốt đẹp. Mình xin chào, hẹn gặp lại video kế tiếp. Bye bye. Mình quay một vòng nữa rồi mình xin tạm dừng nha cả nhà. Đây, đứng trong một cái vườn hoa tuyệt đẹp luôn, không thể nào bỏ qua. Đó. Rồi bây giờ mình quay một vòng nữa cho cả nhà xem lại trong lúc mình kết thúc nha cả nhà. Cái vé mình vô cổng người lớn là 120.000, còn con nít thì 80.000 đó cả nhà. Đây là cái hành trình gia đình của mình đi tới cái vườn hoa nổi tiếng của Đà Lạt ha. Khung cảnh rất là đẹp luôn, rất là tuyệt vời luôn. Bây giờ mình xin chào cả nhà, chúc cả nhà ngày mới tốt đẹp. Mình sẽ đi đâu ăn uống và đi tới cái chỗ nào, mời cả nhà cùng xem tiếp video kế tiếp ha. Bây giờ mình xin chào.